Okay, can you talk tiếp và copy giúp cho mà một step layout như hai chứ nhưng lúc cháu tục thầm container vậy chứ còn vãi tao bác mưa website bị cứ hiệp trong tam hiệp mong chứng eight one eight đại đại thế chờ vậy nhưng trong bài hát cứ change bỏ số hay nắng bỏ bài cào chứng bỏ số miền tích nút thiết miền important miền success miền info miền warning danger chúng ta cho được một view code đi maintain tới copy bao kia mà mới đặt tag bao kia sạch sạch để miền đấy này chẳng là thích mục thịt nít bò với bộ phê này là thích primary bò với tình mấy chả sắc xe bài toán thích info tình mấy thích văn ní nướng riêng tắc hồi hay giờ này thích danger ní cứ có hôm giờ chọn tới thích à bò cái mùi mùi nó kia bị chạy bì bò mì nó là thích danger ní có hôm nó mang ai hạng khót cứ có fail mình chung xì nà mùi chẳng á cái này tích vấn những mà người ta vừa chỉ cần bỏ miền này mua giờ tích info giờ bỏ miền tích success bây giờ thôi anh mua success nên tới chứ so với tròn rồi hay tích primary này thở tu tơ như thế này tích này còn là phải hai nhóm miền ai oi chế ai ai đi xe bò lên những thở mút thịt này chẳng xe viết một lần phó mà đi này nó bỏ cái này flight thì bây giờ bây giờ mình hàng vậy hay chừng này mới tới background nhưng background mình tất cả mình chờ tích color cứ mean important nên important này primary tài đại lên primary success info warning danger tài đại lên chẳng class này cứ bg tray mà chẳng anh thấy đồng ý mà đó thằng này em chẳng bàn background với bg danger chẳng thấy chẳng bỏ background với bg primary đã chẳng bỏ này này à xin đi mặt bằng hai cái mặt bằng thay thế ba về mình khác là table cái table đó bao bootstrap vì lưu pi table ấy thì mình làm tích cứ thì mỗi dương table khác table dương hai dương bậc thay thì head và làm miền mà rô là chia thì head hay bằng mạng rô đó xây nhất chia thi body có mình thạch thay một nâng đừng bây đọc chạy pi ba lên trong body bằng table pi một chân nhìn này chân class table bạn viết tin bootstrap table chúng ta chân thi o thi a cho đài đài thế mình khánh đừng cover đọc cho môi nó mà rổ nó cứ thì hết này đặt thì o xem viết đọc được trong thì body phần nắng hay một viên miên bay và thay viết cứ mình dương trong dương trong ban viên response siêu nhưng bạc điều mà nó đặt per class mà nó response siêu bật mình bật đọc cho môi nắng thế bỏ bạn ạ thế bỏ là cái nông điều đại chi response siêu ต่อมาที่โหมดว่าเทเบิลมีเทเบิลเลยเทเบิลในมีประมาณนี้สไตล์นี่คือมีโชว์คลาสปัวนี้มาโรมาโรมีส่วนมือยังไงมือที่เทเบิลเทรโฮเวอร์อันนี้คือดักมาเตอร์มีไฮไลท์
ដោពណ៌វាគឺដោនៅក្នុង TO ក៏បានឬក៏ TD ក៏បានអញ្ចឹងដោប្រើ class ស្មើនឹងឈ្មោះពណ៌យកមកអត់មាន background BG ឬក៏ text អីទេគឺដាក់ឈ្មោះពណ៌នឹងយកតែម្ដងរ៉ូនេះ class ស្មើនឹងខ្ញុំដាក់ primary ចា៎ចប់បណ្ដាញអូក្លាសអត់ស្អីពីដាក់មកគឺអាទី header អត់ដាក់ដូចគ្នាមិញ save វាតគេខ្ញុំតាក់ព័ត៌មាន table តាប៉ុណ្្នឹង merge row merge column អីហ្នឹងគឺនៅក្នុង IT មកគេនេះហើយអញ្ចឹងនេះគាត់ថាវាចាំដាក់ពណ៌វាតន្ត image ចឹងតើមើល folder យើងមានរូបណាមួយនេះខ្ញុំយករូប excel.png នេះទីមកដាក់អញ្ចឹង IMG SOC ស្មើនឹងដូចថាក្នុង driver វា search របៀបខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងមកហើយមែនតើយើងត្រូវឈ្មោះ file យើងដាក់ក្នុង folder មួយគ្នាហ្នឹងបន្តមកថែម class វាសំខាន់នេះគឺ IMG responsive ហ្នឹងត្រូវតែមានដើម្បីរូបយើងវា resize ទៅតាមទំហំដែលcolumn ឬក៏ទំហំណាមួយ div ណាមួយដែលមាននៅក្នុងហើយបន្តមកទៀតមានមិត្ត IMG circle circle នេះបានណារូបយើងវាកាត់ឲ្យមូលស្អាតនេះហើយបើសិនជា IMG rounded គឺកោងកែមកោងកែមរបស់រូបយើងវាសវិញហើយមួយទៀត thumbnailអ្នកនេះគឺមានសមោលដូចសុំតិចនេះពត់ជំនួយហ្នឹងហើយ image មានតែប៉ុណ្្នឹង